Từ xưa đến nay, sữa là loại thực phẩm phổ biến và được tiêu thụ hàng ngày ở khu vực châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên, nó khá xa lạ đối với một số nước ở khu vực châu Á ở nhiều thập kỷ trước, đặc biệt là Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay, khi người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của sữa thì nhu cầu tiêu thụ đã tăng lên qua từng năm. Vậy, người dân Trung Quốc đã chăn nuôi bò sữa để cung cấp sữa cho hơn 1 tỷ người dân như thế nào? Hãy cùng khám phá nhé! Trang trại bò sữa cung cấp sữa cho hơn 1 tỷ dân Trung Quốc như thế nào? Hiện nay, các khu vực có quy mô chăn nuôi bò sữa tại Trung Quốc tương đối lớn và nguồn cung cấp sữa nguyên liệu dồi dào chủ yếu tập trung ở một số tỉnh ở miền Bắc Trung Quốc như Hà Bắc, Sơn Đông, Nội Mông và một số khu vực khác. Doanh nghiệp nổi tiếng nhất là Modern Dairy đã xây dựng 26 trang trại chăn nuôi với công suất 10.000 con bò thịt trên khắp cả nước và có gần 230.000 con bò sữa. Đây là doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa lớn nhất Trung Quốc. Kể từ khi thành lập, Modern Dairy đã sáng tạo và thiết lập một mô hình sản xuất độc đáo, tích hợp trồng trọt và chăn nuôi, khoảng cách bằng không trong 2 giờ. Tức là nhà máy nằm trên đồng cỏ và sữa được ép ra và xử lý trong 2 giờ. Với mô hình sản xuất độc đáo này, hàng nghìn con bò sữa được chăn nuôi và chăm sóc trong điều kiện phù hợp và ưu đãi nhất. Bò sữa tại Trung Quốc chủ yếu được nuôi trong khu vực chuồng trại. Bởi khí hậu không thuận lợi cho việc chăn thả ngoài tự nhiên, chuồng bò có diện tích rộng, giúp bò có đủ không gian để di chuyển. Mỗi chuồng có cách sắp xếp môi trường khác nhau cho bò, tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Việc sử dụng quạt, máy lạnh có thể làm giảm nhiệt độ chung của chuồng và mang lại cho bò một môi trường thoải mái và sạch sẽ. Đồng thời, việc xử lý phân là một phần quan trọng trong chăn nuôi. Do đó, cần xây dựng các xưởng xử lý nước thải và xưởng phân bón hữu cơ. Do chu kỳ sinh trưởng và giống bò khác nhau nên việc cho bò ăn cần phải được lập trình chính xác, đảm bảo rằng mỗi phần thức ăn mà bò ăn đều được cân bằng dinh dưỡng. Tùy theo các giai đoạn khác nhau của bò đang cho sữa và bò mới sinh, chúng cần được cho ăn bằng các loại thức ăn khác nhau. Để có chất lượng sữa tốt nhất, các trang trại chăn nuôi còn áp dụng những biện pháp chăm sóc sức khỏe và tinh thần cho bò sữa. Mỗi ngày, chúng sẽ được massage và nghe nhạc để thư giãn, bởi có những nghiên cứu khi bò thoải mái sẽ cung cấp nhiều sữa hơn và lượng sữa cũng ngon hơn. Nhờ những phương pháp chăn nuôi khoa học và hiện đại, những năm gần đây, sản lượng sữa ở Trung Quốc đạt hơn 30 triệu tấn mỗi năm, trung bình những trang trại quy mô lớn cung cấp hàng trăm tấn sữa bò mỗi ngày. Thank you.
chúng ta sẽ không còn bắt gặp kiểu vắt sữa trong các trang trại lớn mà thay vào đó là có những chiếc máy vắt sữa công nghệ cao. Mỗi giờ máy vắt sữa có thể xử lý khoảng 500 con bò sữa. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các máy vắt sữa tiên tiến không chỉ nâng cao hiệu quả vắt sữa mà còn đảm bảo chất lượng nguồn sữa, thực sự đạt được mục tiêu quản lý chăn nuôi bò sữa hiện đại. Từ đó, lượng tiêu thụ sữa của người dân cũng tăng lên đáng kể. Sữa được tiêu thụ chủ yếu ở Trung Quốc là sữa tươi được sản xuất bởi những con bò khỏe mạnh, được xử lý bằng phương pháp khử trùng bằng nhiệt hiệu quả. Sau đó, đóng gói và bán để uống. Nó rất giàu chất dinh dưỡng khác nhau như vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là tỷ lệ canxi và phốt pho rất thích hợp, có lợi cho việc hấp thụ canxi và là nguồn cung cấp canxi tốt nhất cho cơ thể con người. Sữa là nguồn cung cấp protein chất lượng cao. Đạm sữa chứa đầy đủ các loại axit amin, có tỷ lệ tốt giữa các loại axit amin thiết yếu, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và tận dụng. Ngoài ra, trong sữa còn chứa thành phần protein hoạt tính, có khả năng điều hòa chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp tăng cường sức sống của tế bào miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể trước các vi khuẩn gây bệnh. Sữa có chứa vitamin D và vitamin A, cũng như đường lactose và axit amin. Uống sữa lâu dài có thể làm tăng lượng canxi dự trữ của cơ thể, giảm sự mất canxi và ngăn ngừa loãng xương hiệu quả. Như vậy, ngành chăn nuôi và chế biến sữa bò tạo ra hàng triệu việc làm cho lao động mới, giúp tăng thu nhập của nông dân, đồng thời đóng vai trò tích cực trong việc điều chỉnh nền kinh tế. Bạn đã biết trang trại bò lớn nhất thế giới nằm ở đâu chưa? Chà, nếu được mệnh danh là lớn nhất thế giới thì chắc chắn diện tích của nó sẽ khiến chúng ta phải kinh ngạc. Vậy, trang trại này hoạt động như thế nào và họ chăm sóc bao nhiêu con bò? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ nhé! Khám phá trang trại bò lớn nhất thế giới do Nga và Trung Quốc hợp tác. Với diện tích rộng tới 22,5 triệu mẫu Anh, kinh phí đầu tư lên tới 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 103 triệu bảng Anh, trang trại bò sữa Mudan Chiang City Mega là dự án hợp tác lớn nhất trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi giữa Trung Quốc và Nga. Trang trại này có vị trí tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trại Mudan Chiang City Mega hiện nay đã có đàn bò sữa lớn nhất thế giới. Theo số liệu gần đây nhất, trang trại này có hơn 150.000 con bò đang cho sữa, cung cấp 800 triệu lít sữa mỗi năm và trở thành một trong những quần thể bò sữa lớn nhất thế giới. Bạn có thể tưởng tượng con số này lớn gấp 50 lần trang trại có số lượng bò sữa lớn nhất ở châu Âu. Diện tích 22,5 triệu hecta có quy mô tương đương đất nước Bồ Đào Nha và lớn hơn 11 tiểu bang ở Mỹ. Nó cũng gần gấp đôi quy mô của trang trại lớn thứ hai trên thế giới, nghĩa là không có trang trại nào sánh bằng. Không chỉ có đàn bò lớn mà trang trại Mega còn xây dựng nông trại trồng trọt thức ăn chăn nuôi với diện tích 200.000 hecta cung cấp thức ăn thô xanh cho bò.
Trang trại Mega thành phố Mẫu Đơn Giang nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Khu vực này có chung đường biên giới với nước láng giềng Nga. Tỉnh này là một trung tâm nông nghiệp quan trọng trong cả nước nhờ có đất đai màu mỡ và có thể tìm thấy những trang trại lớn nhất sản xuất ngô, gạo và đậu nành lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi giúp trang trại sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chỗ cung cấp cho đàn bò. Trang trại này còn được biết đến với các phương pháp canh tác hiện đại và tiên tiến, bao gồm hệ thống cho ăn và vắt sữa tự động, cũng như các kỹ thuật quản lý chất thải tiên tiến để giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngoài ra, bò sữa được mua và nhập khẩu từ New Zealand, Australia và Uruguay sang Trung Quốc nhằm đảm bảo chất lượng con giống tốt nhất. Để giảm thiểu tác động và ảnh hưởng đến môi trường, trang trại đã thực hiện các biện pháp bền vững, chẳng hạn như sử dụng khí sinh học được tạo ra từ phân bò để sản xuất điện, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy năng lượng tái tạo. Không chỉ hoạt động hiệu quả mang lại nguồn cung cấp thịt và sữa cho con người, trang trại còn cung cấp việc làm cho hàng nghìn nhân công để họ có thể đảm bảo điều kiện giúp trang trải cuộc sống. Trang trại Mudan Chiang City Mega đã giành được một số giải thưởng vì những đóng góp cho nông nghiệp, bao gồm cả việc được chính phủ Trung Quốc công nhận là doanh nghiệp hàng đầu về nông nghiệp và quốc gia. Đây là một giải thưởng danh giá mà không phải bất kỳ doanh nghiệp hay trang trại nào đều được sử dụng. Sự ra đời của trang trại Mega thành phố Mẫu Đơn Giang không chỉ giúp Nga đáp ứng nhu cầu sữa mà còn tăng chất lượng protein cho dân Trung Quốc. Mặc dù người ta nói rằng phần lớn người Trung Quốc không dung nạp lactose, nhưng thực tế nhu cầu về sữa vẫn ngày càng tăng. Ngày nay, người Trung Quốc đang tập trung vào việc bổ sung protein vào chế độ ăn uống của họ. Không chỉ cung cấp lượng sữa lớn, trang trại còn cung cấp lượng thịt bò rất lớn vào trong nhu cầu tiêu dùng. Bởi những con bò sữa cung cấp số lượng và chất lượng sữa tốt nhất ở độ tuổi từ 2 đến 4 tuổi. Khi quá độ tuổi cho phép, chúng sẽ được thay thế. Những con bò sữa từ 6 tuổi trở lên sẽ được đưa vào nhà máy chế biến thịt. Tại đây, chúng sẽ trải qua quy trình giết mổ, xử lý thịt giống như các loại gia súc hoặc thịt bò khác. Đây là nguồn cung cấp thịt đỏ lớn dành cho những người tiêu dùng. Trong các nhà máy chế biến thịt bò tại Trung Quốc, áp dụng các dây chuyền và thiết bị tự động hóa giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi ngày, nhà máy có thể chế biến hàng nghìn con bò để cung cấp thịt cho người tiêu dùng trong nước. Phải nhớ rằng, Trung Quốc hiện có gần 1,5 tỷ người và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tiêu dùng lớn hơn bất kỳ các quốc gia nào khác.
Bạn có thích các buổi đi chơi cùng bạn bè mà được thoải mái uống cốc bia mát lạnh không? Không chỉ con người chúng ta thích hương vị men của bia, rượu mà một số loài động vật cũng ưa thích. Chắc hẳn chúng ta từng được xem những con gấu mèo say hay con sóc bị say xỉn khi uống phải bia rượu. Nhưng bạn sẽ phải bất ngờ hơn nữa khi một loài động vật uống 10 lít bia mỗi ngày mà không hề say. Bạn biết đó là loài nào rồi chứ? Vâng, chính là những con bò Wagyu nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới. Vậy tại sao người ta lại cho chúng uống bia và cách tạo bia cho bò như thế nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi khám phá ngay bây giờ nha! Xứng danh bợm nhậu, bò Wagyu nốc hết 10 lít bia mỗi ngày, cách chế tạo bia cho nó. Nhắc đến bò Wagyu, có lẽ các bạn sẽ liên tưởng ngay đến đây là giống bò có giá thành đắt đỏ nhất thế giới, bởi không chỉ hương vị thịt thơm ngon mà còn có chất lượng thượng hạng. Những giống bò này được chăn nuôi theo cách đặc biệt, đó là chúng được cho uống bia và bia có tác dụng gì trong chăn nuôi? Lý do một số nông dân cho bò Wagyu uống bia là để tăng cảm giác thèm ăn cho chúng. Điều này sau đó giúp đạt được và duy trì mức chất béo phù hợp, giúp thịt mềm hơn. Vào những thời điểm nhất định trong năm như mùa hè, bò có thể mất thèm ăn và ăn ít hơn nhiều. Không chỉ ở Nhật Bản, các trang trại chăn nuôi bò Wagyu trên thế giới cũng áp dụng cho vật nuôi uống bia. Vì người ta tin tưởng rằng bia sẽ giúp chất lượng thịt bò có giá trị hơn nữa. Vì giá của bia công nghiệp cũng không hề rẻ, đó là một khoản chi phí khá lớn. Vì vậy, nhiều chủ trang trại đã tự ủ bia từ lúa mạch làm thức uống cho bò. Nhờ thế mà đã tiết kiệm một phần chi phí đáng kể. Những con bò Wagyu vốn nổi tiếng được nuông chiều ở Nhật Bản, chúng được cho uống bia để kích thích cảm giác thèm ăn, massage để xoa dịu cơ bắp mệt mỏi và chơi nhạc cổ điển để xoa dịu thần kinh. Những con bò cảm thấy êm dịu và thư giãn trước khi bị giết thịt được cho là sẽ tạo ra thịt bò có độ mềm tuyệt vời. Sản xuất bia là quá trình lên men dịch đường được trích xuất từ các loại hạt, chủ yếu là hạt lúa mạch. Chế tạo bia cũng tương tự việc tạo ra rượu vang. Chế tạo bia không những tốt cho hệ tiêu hóa của bò mà các sản phẩm phụ như cám, bã lúa mạch cũng rất tốt trong việc chăn nuôi gia súc. Nông dân từ lâu đã cho gia súc ăn phần ngũ cốc còn sót lại sau quá trình sản xuất bia. Sản phẩm phụ của bia sẫm màu, nhão được coi là chất bổ sung rẻ tiền và bổ dưỡng cho chế độ ăn thông thường của bò.
Hầu hết mọi người đều thích thưởng thức một ly rượu băng đỏ ngon với món bít tết ngon ngọt. Thế nhưng, nông dân Úc đã tiến thêm một bước nữa. Họ đã cho những con bò Wagyu quý giá chế độ ăn kiêng ở pha rượu vang đỏ với hy vọng tạo ra loại thịt bò mọng nước hơn nữa. Ở sông Margaret, bò Wagyu đang được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn uống bổ sung một ít rượu vang đỏ mỗi ngày. Mặc dù số lượng không đủ để làm cho những con bò say xỉn, nhưng nó dường như làm tăng thêm sự thèm ăn của chúng và giúp đàn gia súc bình tĩnh hơn. Thịt bò nuôi bằng rượu vang có giá cao hơn khoảng 15% so với thịt bò chăn nuôi không chứa rượu, không chứa kháng sinh và không chứa hormone. Không chỉ bò thích bia, trên thực tế, bia cũng dành cho nhiều vật nuôi trong trang trại khác. Ngựa, cừu, dê, bò và lợn đều được hưởng lợi từ một loại bia ngon và tất nhiên, chúng không hề cảm thấy buồn nôn, mà ngược lại, chúng có vẻ thích thú với hương vị này. Bia không chỉ giải khát vào mùa hè cho con người mà còn bổ sung nước cho vật nuôi, giúp chúng cảm thấy thoải mái và ăn uống ngon hơn, từ đó cũng thúc đẩy quá trình vỗ béo diễn ra nhanh chóng. Có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy hình thức chăn nuôi này có phần kỳ lạ, nhưng thực tế nó mang lại hiệu quả rất tốt cho sức khỏe và chất lượng của đàn gia súc. Nếu đang chăn nuôi bò, dê hoặc gia súc nào, bạn cũng có thể cho chúng thử một chút bia và theo dõi xem tác dụng của nó nhé. Thế giới có rất nhiều khu vực mà con người phải chấp nhận chung sống với khí hậu khắc nghiệt, một trong số đó là khu vực dãy núi Himalaya và cao nguyên Mông Cổ. Tại đây, hoạt động kinh tế chính của họ là ngành chăn nuôi và những đàn cừu lớn là vật nuôi chủ yếu. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá trang trại cừu ở nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới nhé! Trang trại cừu ở nơi có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Bạn có biết tại sao cừu có thể sinh sống và phát triển tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt như vậy không? Loài vật nuôi này không chỉ có khả năng chịu nhiệt tốt mà chúng còn có khả năng chống lại sự lạnh giá của mùa đông. Cừu có khả năng cách nhiệt tự nhiên trước thời tiết khắc nghiệt nhờ bộ lông dày của chúng. Chính vì vậy mà cừu được xem là một trong những vật nuôi chủ yếu của cư dân bản địa sinh sống tại dãy Himalaya và cao nguyên Mông Cổ. Mông Cổ là khu vực có vị trí địa lý cao và nằm cách xa biển. Vì vậy, nơi đây có khí hậu lục địa khắc nghiệt, nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới âm 30 độ C và mùa hè có thời tiết ấm hơn. Bên cạnh đó, tình trạng bão, bão cát, sông bão và bão tuyết xảy ra thường xuyên ở Mông Cổ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân bản địa. Nhưng người dân và đàn cừu của họ vẫn kiên cường chống chọi với khí hậu và thời tiết khắc nghiệt.
Trong nhiều thế kỷ, các gia đình du mục đã lùa đàn gia súc của họ đi khắp thảo nguyên Mông Cổ, bảo tồn lối sống truyền thống qua nhiều thế hệ. Mùa đông đã trở nên khắc nghiệt hơn và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn. Khu vực này có hơn 70 triệu gia súc, bao gồm 32,3 triệu con cừu, chủ yếu được chăn thả theo đàn và di chuyển thường xuyên để tìm kiếm vùng đất màu mỡ hơn. Cừu là vật nuôi được coi là quan trọng nhất vì chúng có thể cung cấp thịt, sữa và lông. Đây là nguồn sống cơ bản nhất cho những người dân bản địa. Lông cừu là nguyên liệu chính để sản xuất và chế tác quần áo, chăn, thảm, giúp giữ ấm và xây dựng lều trú ẩn. Hơn thế nữa, cừu dễ dàng thích nghi trong điều kiện khắc nghiệt. Chúng có thể tự do kiếm ăn trên đồng cỏ mà không cần sự chăm sóc đặc biệt. Mỗi gia đình có thể chăn nuôi từ khoảng 450 đến 500 con cừu. Đối với những trang trại lớn có thể chăn nuôi lên tới hàng nghìn con cừu, họ có thể xây dựng những trang trại giúp che mưa và chắn gió, cũng góp phần giữ ấm cho cừu trong thời tiết lạnh giá. Một số vùng chúng không chỉ là nguồn cung cấp thực phẩm dồi dào mà còn là phục vụ cho ngành xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu thịt cừu chủ yếu là Trung Quốc. Cừu xuất khẩu được chú trọng hơn khi chăn nuôi, chúng được bổ sung thức ăn để bổ sung khoáng chất, giúp tăng chất lượng thịt. Một số nhà máy được xây dựng giữa môi trường khắc nghiệt nhưng áp dụng các thiết bị hiện đại như máy sưởi để giữ nhiệt độ luôn ở mức ổn định, phù hợp với sự phát triển của cừu. Được chăm sóc tốt trong môi trường nuôi dưỡng, cừu đạt chất lượng tiêu chuẩn phục vụ trong xuất khẩu. Tại nhiều khu vực có khí hậu khắc nghiệt khác, các trang trại cừu cũng có sự mở rộng bởi đây là nguồn cung cấp thịt và protein chủ yếu cho con người. Cừu có thể được chăn thả hoặc nuôi trong các nhà máy khép kín, cung cấp số lượng lớn trong ngành công nghiệp thịt. Bất kỳ hình thức chăn nuôi nào cũng đều có mục đích sinh tồn và phát triển kinh tế. Cừu được đưa đến nhà máy chế biến để lấy thịt, phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Những chiếc xe tải lớn vận chuyển hàng chục con cừu đến nhà máy chế biến. Tại nhà máy chế biến cừu, quá trình giết mổ con vật cũng tương tự như một số loài gia súc chăn nuôi. Giết mổ nhân đạo ngày nay được áp dụng rộng rãi trong các nhà máy chế biến. Khi đó, cừu được gây choáng bằng một dòng điện mạnh để khi giết mổ chúng sẽ không cảm thấy đau đớn và chất lượng thịt cũng được đảm bảo. Da cừu là nguyên liệu trong ngành may mặc và thời trang nên khi chế biến cần thực hiện quy trình tách da của chúng. Thân thịt cừu sau khi loại bỏ da và nội tạng sẽ được làm sạch và thực hiện làm lạnh. Sau đó, thịt cừu được tách ra thành các phần thịt nhỏ hơn rồi đóng gói.
Theo thống kê, những năm gần đây, người Mông Cổ tiêu thụ thịt cừu nhiều nhất thế giới với mức tiêu thụ 45,1kg một người một năm. Trong khi đó, người Mỹ chỉ tiêu thụ khoảng 5kg một người một năm. Có thể coi thịt cừu là loại thực phẩm chính của người dân Mông Cổ. Theo bạn, nên nuôi chuột lang làm cảnh hay thu hoạch lông và thịt? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.